Bạn vô. Ơi, bạn vô. 1, 2, 3, vô. Hả? Các bạn ơi, các bạn đi tiếp thôi. Đây là cái nồi chè của Thí mình nấu. À, Thí mình thì hồi xưa cũng là một trong những hoa khôi của... Qua hôi của đây chính. Hôm nay là coi như thấy mình muốn đổ tài nấu cùng nồi chè. Giới thiệu cùng các bạn. Nó gồm có là này là ngó sen, đây là củ năng, rồi đây là cái này là không phải, cái này là nó là nhãn nhục. Đây là táo đỏ. Rồi đây là hộp sen. Cùng với lại đường sầu phèn. Lâu mình nói tiếng Mỹ tiếng Anh đầu đường sầu phèn. Cộng với lại rau câu. Bao câu. Cái sự hòa hợp coi như là hài hòa. Sửa miệng sửa mồm chút nha. Mày đừng nói giao hợp là tao mệt. Cái chuyện đó là 12 giờ mới nói được. Mày nói hòa hợp là tao buồn. Với cái chén chè này, cô Thúy đã gửi gắm tất cả cái tình cảm của mình vào trong chén chè đối với lớp đi chính của chúng ta. Vì vậy cho nên ăn chén chè này chúng ta, trời đất ơi, nó quay gì đừng. Quay đâu rồi hậu. Cái câu mình nói trời ơi, từ nãy giờ tôi nghe bà nói à, buồn ngủ phải quay qua vòng vòng cho nó như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.